Số
Kể hôm qua mười nhà hôm qua là gì? Có 15 9 coi được áo chứ bố chưa gì, mới được hai ba cái gì vậy?
Chị thấy hôm qua nó mới đăng 10 giờ trước size giá 125.000, 135.000 nhiều áo phết kìa. Chưa coi nữa. Có trời áo đẹp luôn nhỉ. Dự tính cơ mà ông đi đến đâu mà ông nhiều dự tính. Can vào Tết này sẽ đi một chuyến du lịch. Đi lần đâu? Đâu ai biết. Covid thì chả biết đi tới đâu nữa thì mua đi đồ. Chắc đi du lịch. Chị Hàn Quốc là chị nào mà sao chị đang nghe rất là quan tâm. Đọc biết. Này sống được cái quay mà sầu. Sổ. Đấy được. Không kem làm bao chạy tới 45 phút rồi. Lên kính luôn. Các bạn nó giữ lại đúng không nào? Mà ta bảo là lên hình một mặt thích ghê. Cái bài mới ra cũng được có hai cái gì vậy, hai cái cũng nhiều rồi chị, mà cái mẫu trơn quá ạ. Mấy kia nhìn màu không đẹp, hai cái cũng nhiều rồi, mấy có mua bao nhiêu cái nữa, hai cái mình thích mua hai ba cái nhiều rồi, để thích góp rồi coi cái nào đẹp nhất rồi. Nhưng này người giáo được quen hai với mình. Nó bán á? Dạ. Thúy, Thúy. Thể dục thể thao. Mang không còn không biết gì. Vẫn đem cái túi của mình ra nha. Cái con đấy đó là Li Ưng Chi U. Mẹ em biết đọc mấy cái mẹ Hàn Quốc. Làm sao làm nhà để nhà cả nhà đi cách ly chưa? Em đi về đây, trước khi dịch bệnh lây lan. Trong mắt cười quá.
tên Hàn Quốc ở đây là chữ Hàn Quốc luôn đấy. Thì không phải. Một cái kiểu mày này, một cái như nó đang lai đấy, lên đầm với hả? Không, ý là cái màu ấy, một kem ấy. Giờ kem nó cổ quá, không biết chọn thế nào, cổ đâu chị mà. Thank you.
Thank you.
Thank you.
giờ mình nghe ba cơm vàng thì mình muốn không được nhà mình nữa. Uống à? Xanh này bao nhiêu? 69 năm. Nhái. Đẹp. Đi. Mày chắc mình nhỏ hơn tao mà. Tao cũng mà vẫn đó. Nhưng mà dài. Chân mình dài, mày nó không to. Đứng nhìn đấy, nó không thấy to. Nó khác. Nhau ở đây đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bù muối kệ không sao cả. Bù nước, bù sức. Xong rồi vẫn chưa được cái xét vào lơ lại nhỉ. Trời ơi, con lửa thì chết lòng ghê. Đi tả cô 5 phút mà rồi. Đi ra có cái gì đi ra, đi ra có cái gì đi ra. Đó, đồng này không ơi. Đồng xanh kìa. Nhanh. Thế rồi. Cô vuông bên kia, xảy trước thằng Hoàng luôn nhé. Có gì vậy ta? Không, chị A. Này như nó có nhiều màu á, nó cánh nó cầm. Ừ. Nhiều lắm. Đồng chân. Giá. Đồng giá. Thắng màu be kìa. Thắng hốt chưa? Thắng hốt một cái áo khoác dạ rồi. Màu đen, có một cái màu đen, có nhiều đen lắm. Kìa nhiều màu, mà lại bảo một màu. Nhiều lắm. Một kem kìa. Kìa một kem. Kem hay xanh? Kem. Em là đứa. Nó là cái gì? Số 2. Số 2 bánh thính, người ta đang bị luận như thế. Thúy Hường đang treo hết chưa? Đi à. Số 2, kem. Bao vuông ra. Vừa vậy nào? Như thế thằng về đéo vừa. Lấy một cái thì nhỉ? Không vừa ta lấy nhỉ? Nhưng mà một xanh kem hơn thằng ơi. Kem hả? Mày ghi là bao nhiêu ký quay đầu? Là biết. Ghi còn nữa kìa. Từ từ. Cái là hỏi bao nhiêu? Dạ, từ từ bây giờ tao thấy nó đang nhanh một cục gì đó thôi. Từ từ gì? Đấy đó, mẫu đấy đó. Dạ. Chỉ là nhiều màu khác thôi. Mắt thôi rồi. Màu hồng, màu vàng, màu kem, màu đỏ. Đen. Đen. Xanh. Nhiều lắm. Chốt gì? Chưa chưa? Chưa. Kem hả? Ừ. Anh thích hồng kìa cô. Nói chuyện mua cho nó mà. Nhưng mà tao thích hồng thì nó chốt. Còn là tao cũng mặc hết chứ. Còn mấy màu tao có nhiều đâu. Không có màu nào tao. Kem đấy. Kem. Từ màu đen thì tao quá nhiều đen. Thế không tan chút đen rồi đấy. Thì tao quá nhiều đen. Hết xong rồi nha. Hết xong rồi nha. Xanh mệt quá. Xanh này giống cái màu xanh đậm của hồng. Chốt xanh. Đi rồi. Bảo cái chốt gì thì chốt. Hết xanh rồi. Đi con mình lại đi. Không thấy nó bắt được. Tớ con Trịnh Hằng mà không thấy tặng tớ này là. Chớp chớp. Chớp điên luôn. Có đỏ đấy kìa. Nhưng cái nhà nó thành món may dưa món ấy. Có dưa món. Dưa món nóng đó. Đồ thì cầm đi kẹp đó. Màu đỏ nó dơ lên đẹp quá không ạ? Nay không có phép báo đẹp luôn. Chín trăm là ngày hôm qua quất lần hết 700-800 nghìn tháng một tuần rồi. Nào cũng được, cà phê cái quán này không đạo. Ừ, hãng vừa, tại vì tao nói cái cô đen thì tao quá nhiều đen thôi. Mà tao lô ra chắc phải chụp cái cô đen thôi. Hàng ra hàng nha, Thúy Hương chứ không biết công bằng là chỉ đi coi thôi. Chưa thích. Hôm qua chốt nhiều quá rồi. Hôm nay chỉ có coi thôi. Hai lần mà đấy, tôi đi mua nhiều việc trực tiếp hết này. Tao đi mua lần trực tiếp à?
em chưa có cái đen bỏ cho em cái gì thứ hai thứ hai đúng màu nào cũng đẹp kiểu này mà nó dễ màu mặt màu này còn xanh rồi còn xanh cái thì đi đâu anh đang đậu cái anh đang đi đi mua hồng đi thôi không hồng ngọc thì cứ đây này tiếp nhớ điện thoại luôn em xinh ngọc nha thấy không em xinh ngọc nha em xinh ngọc nha chút một gỗ mà lựa lắm em đen nha em đen nha em đen nha mặc biết hết không mà mua vì đam mê xinh ngọc đẹp nha mười trong sữa đây. Nổi không mà sao nhìn chán đời thế gục ngã chưa không nổi luôn xong em xin ngọc đi em màu xanh nha em màu xanh em màu xanh ghê yeah.
chửi trên live luôn đó. Tao đã chửi nó trên thì phải đây.
xếp thì bằng màu xám đấy. Này màu nâu rút 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 mua là nó bảo mấy người chị nghe rút rút má hai rút má hai không còn một cái thôi chứ rồi mình không còn năm bảy cái. Bữa tao cũng hỏi mà là hỏi dài đấy, nhưng mà sao nhiều đứa thấy tao hỏi thế không biết nữa. Ai thấy tao hỏi hết đi ạ. Mấy đứa bạn tặng quà cái này. Mấy đứa cái này. Đúng rồi, nhớ thời học sinh sinh viên. Không được hả? Tao không học được áo dài hả? Mày gọi Nguyễn Thị Hường đúng không? Đúng không? Sáng sáng tao nghe Nguyễn Thị Hường. Nãy giờ tao mới nghe được một lần tao đọc tên. Mua mà như mình là nó đọc tên đường 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 thôi rồi ngồi chửi. Trời sao nó đọc tên rõ thì không còn được nhiều như vậy không mà. Tại sao lại không đến được mình rõ mình trước không kia không mà. Thank you.
nóng mày. Như đây là nguội mày. Ấy, tăng băng khác hẳn luôn. Như. Nhưng mà mềm như thế này. Đây là tiêu chảy mẹ nó rồi đông không? Không, bình thường. Đi bình thường. Mà sao lại đi nhiều như thế? Khó lắm gì? Nhiều ha. Còn này. Rồi, đúng là áp sân. Này cũng phải nhai luôn đó. Giận cái tay trên miệng. Nóng nữa. Nhưng mà nó ngọt kìa. Đúng là nó nhiều, nó ngọt luôn kìa. Đó mất công phải canh. À, cô đơ. Kìa. Cô được rồi, này nhiều quá. Kìa bao nhiêu phút? Tìm rưỡi. Đó, thấy khác nhau rồi. Nhưng mà từ lúc cắm điện mình đấy phải tính thời gian anh chạy chứ, lúc cắm điện giờ cả tính rưỡi rồi đó. Lúc mà tắt bếp được ra này nè, cái thôi này là tính rưỡi đó. Không được tính rưỡi nhưng mà gần. Mấy giờ ta? Bây giờ là mấy giờ? Tiếng á. Bỏng mặt nồi ai không? Đó là hỏng điện á. Nồi điện là tính rưỡi và nó áp suất tính á. Thì đều nó bằng điện cả nè. Cái là giữ hơi và bán cái giữ hơi thôi. Ngon. Ngon. Đây này.